Bạn đang nghe MyDio, tóm tắt nội dung sách chuyện hay, giải pháp công nghệ số giúp bạn tiếp thu kiến thức, tiết kiệm thời gian và phát triển bản thân mỗi ngày qua các cuốn sách hay. Sau đây là phiên bản tóm tắt của cuốn sách Nói không để có, tác giả James Ancher, Claudia Azula Autucher, dịch giả TGM Book. James Ancher là một nhà khởi nghiệp, nhà quản lý quỹ đầu cơ và tác giả nổi tiếng người Mỹ, đồng thời từng tham gia đồng sáng lập trên 20 doanh nghiệp khởi nghiệp khác nhau. Bên cạnh đó, cho đến nay ông cũng đã xuất bản trên 20 đầu sách hướng dẫn khởi nghiệp và làm giàu, cũng như thường xuyên viết bài cho nhiều tòa soạn lớn trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư tại Mỹ như tờ Thời báo Kinh tế, tờ Nhật báo Phố Quân, v.v. Lời khuyên quan trọng nhất mà James Ancher luôn nhấn mạnh trong các cuốn sách của mình chính là bạn cần phải lựa chọn bản thân. Và để làm được điều đó, thì trước tiên bạn cần ngừng đặt người khác lên trước chính mình bằng cách biết nói không trước những yêu cầu vô lý đến từ người khác. Đây là một điều tưởng chừng dễ, nhưng lại chẳng hề dễ chút nào, bởi nhiều khi bạn sẽ phải nói không với người thân xung quanh, hay thậm chí là đối với những ý tưởng của chính mình, để giúp bản thân có thể tập trung vào các mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống. Nói không để có là cuốn cẩm nang hướng dẫn của James Ancher nhằm giúp bạn có thể nói không nhiều hơn, từ đó giúp bản thân có được cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn, tránh được những mối quan hệ xấu. Cuối cùng là để có thể luôn nói có với chính mình. Hãy biết lựa chọn những mối quan hệ một cách thông minh. Trong cuộc sống, luôn tồn tại những người sẽ chỉ mang đến cảm giác tiêu cực cho bạn. Đó là những người mà sau mỗi lần gặp mặt, bằng cách này hay cách khác, đều sẽ khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn. Hoàn hảo nhất là bạn có thể hoàn toàn tránh mặt những người này. Thế nhưng, cuộc sống luôn không hề hoàn hảo, và trong nhiều trường hợp thì việc hoàn toàn tránh mặt những cá nhân tiêu cực đó là điều bất khả thi. Tuy nhiên, ít nhất thì bạn vẫn có thể chủ động giảm thời gian tiếp xúc với họ, mà không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đến các mối quan hệ công việc cũng như xã hội của bản thân. Để thực hiện lời khuyên này một cách hiệu quả, James Ancher cho rằng bạn có thể bắt đầu bằng việc lập thành danh sách những cá nhân mà bản thân thường gặp mặt tối thiểu 5 lần mỗi tuần và đánh giá cảm nhận của mình sau mỗi lần gặp với những người đó, với một điểm là tệ nhất và 10 điểm là tốt nhất. Đây là một cách vô cùng đơn giản giúp bạn nhanh chóng xác định được những cá nhân tạo thành ảnh hưởng tích cực cũng như những cá nhân tạo thành ảnh hưởng tiêu cực lên cuộc sống của bản thân, từ đó có thể phân tích được lựa chọn phù hợp. Hãy dành nhiều thời gian hơn bên những người mà bạn đánh giá từ 8 điểm trở lên và hạn chế tiếp xúc với những người khác, đặc biệt là các cá nhân bị bạn đánh giá từ 5 điểm trở xuống. Đồng thời, như diễn giả truyền cảm hứng nổi tiếng Jim Rohn từng nói, bạn chính là giá trị trung bình của 5 người mà bản thân tiếp xúc nhiều nhất. Mặc dù bạn sẽ không thể thay đổi bản chất của những người bên cạnh mình, thế nhưng bạn lại hoàn toàn có thể lựa chọn những người mà bản thân muốn dành thời gian bên cạnh. Bởi thế, hãy bắt đầu lựa chọn chính mình bằng cách lựa chọn những người mà bản thân tiếp xúc một cách thông minh để tạo thành môi trường phù hợp cho sự phát triển cho chính bản thân bạn. Hãy đừng làm những gì mà bản thân không thích. Theo James Ancher, khi chấp nhận làm một công việc mà bản thân không thích thì điều đó không chỉ khiến bạn trở nên chán ghét công việc của mình, mà còn khiến bạn hình thành nên cảm xúc tiêu cực với cả những người đã yêu cầu bạn thực hiện công việc đó. Thậm chí, cảm xúc tiêu cực của bạn sẽ lan tới cả những người đã yêu cầu bạn thực hiện công việc đó, một khi họ nhận ra rằng bản thân đã vô tình khiến bạn phải làm điều mà mình không muốn. Thử nghĩ mà xem, nếu bạn nhờ một người em họ giúp thu dọn đồ đạc cá nhân để chuyển nhà, nhưng rồi lại biết rằng người em họ đó đã dành thời gian giúp bạn thay vì ôn tập cho một kỳ thi quan trọng sắp tới, thì bạn có cảm thấy thoải mái được chăng? Đến cuối cùng, trải nghiệm này đối với cả bạn và người em họ kia đều sẽ trở nên tiêu cực, dẫu cho kỳ vọng ban đầu của bạn đã được hoàn thành. Nói cách khác, một tình huống mà chẳng có ai là người chiến thắng cả. Bởi vậy, theo James Ancher, thay vì luôn cố gắng đạt được kỳ vọng từ những người xung quanh, hãy nên đặt ra kỳ vọng cho chính bản thân và đi theo con đường do chính mình vạch ra, đồng thời hãy biết nói không trước những yêu cầu từ người khác. Hãy biết nói không với những điều không cần thiết trong cuộc sống. Thời cổ đại, tổ tiên chúng ta vẫn luôn phải cố gắng theo đuổi những nguồn tài nguyên khan hiếm như thức ăn, nơi ở hay các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại, thì những nguồn tài nguyên đó đã trở nên hoàn toàn chẳng hề khan hiếm nữa. Thế nhưng, tư duy của con người lại không thể thay đổi nhanh như vậy. Bởi vậy, trong cuộc sống, chúng ta vẫn tiếp tục thường xuyên dành thời gian và công sức để cố gắng theo đuổi những điều không cần thiết, ví dụ như ăn tại một nhà hàng mới mở, chuyển đến một căn nhà lớn hơn, hay mở rộng danh sách bạn bè của mình trên Facebook. Đây hoàn toàn là những thứ thành tựu phù phiếm, bởi chúng chẳng thể giúp bạn sinh tồn tốt hơn, mà chỉ khiến cuộc sống của bạn trở nên áp lực hơn mà thôi. Càng nhiều càng tốt đã không còn là chân lý trong xã hội hiện đại nữa,
thế nhưng bản năng của chúng ta lại chưa thể hoàn toàn thích nghi với điều đó. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cho con người hiện đại cảm thấy kém hạnh phúc hơn. Theo James Altucher, bạn có thể thay đổi nghịch lý này bằng cách chuyển trọng tâm của bản thân tới những thứ dồi dào xung quanh mình. Ví dụ, thay vì tập trung vào việc hàng xóm của mình thường xuyên bật nhạc ồn ào, hãy sử dụng như là một cơ hội để khiến bản thân cảm thấy kinh ngạc trước những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, cho phép con người có thể thưởng thức âm nhạc ngay trong chính căn nhà của mình. Một khi đã thực sự hiểu được rằng hầu như chẳng còn gì là khan hiếm trong xã hội hiện đại nữa, thì bạn sẽ cho phép bản thân tư duy vượt qua cả sự lạc quan của việc nhìn thấy chiếc cốc đầy một nửa và nhận ra rằng luôn có đủ nước để bản thân không bao giờ bị khát. Lúc đó, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, biết trân trọng hơn những cơ hội trong cuộc sống, dễ dàng lựa chọn nói không hơn. Bởi dù sao, khi ảo giác về sự khan hiếm đã không còn tồn tại, thì áp lực khiến bạn cảm thấy bản thân phải đồng ý với những điều mà bản thân không muốn cũng sẽ chẳng còn. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu cách thức để khám phá một cuộc hành trình đầy bất ngờ, giúp bản thân nhận ra những phép màu thay đổi cuộc đời ngoạn mục, hoặc biết đưa ra câu nói không đúng thời điểm để mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn, hãy dành 30 phút nghiên cứu mỗi sáng, chắc chắn cuốn sách Nói Không Để Có sẽ đem tới cho bạn đáp án chính xác nhất. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến hết video. Bạn có thể tìm nghe đầy đủ nội dung các cuốn sách trên ứng dụng MyDio hoặc website mydio.vn. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like và comment để chúng mình có thêm động lực làm những video tiếp theo nhé.